tâm trạng hiện tại của Văn Mai Hương sau cú sốc lộ loạt clip nhạy cảm tại nhà riêng. Những ngày qua, việc nữ ca sĩ Văn Mai Hương lộ hàng loạt clip với nội dung nhạy cảm do bị xâm nhập dữ liệu camera tại nhà riêng khiến mạng xã hội Việt rúng động. Được biết, khoảng 7 đoạn clip riêng tư của Văn Mai Hương đã bị chia sẻ ra ngoài. Trước sự việc nghiêm trọng này, đông đảo người hâm mộ đã dành sự quan tâm đặc biệt đến Văn Mai Hương, nhất là sau khi nữ ca sĩ tâm sự với bạn rằng đã nghĩ tới cái chết. Cụ thể, một người bạn đăng hình chụp màn hình tin nhắn Văn Mai Hương gửi cho mình, trong đó viết: "Em chỉ muốn chết thôi." Trong tin nhắn gửi một người bạn khác, Văn Mai Hương tâm sự: "Sáng giờ em cũng buồn lắm nhưng giờ đỡ rồi. Mọi người cũng sang nhà em vì sợ em tự tử." Mới đây, Phạm Quỳnh Anh đăng tải đoạn tin nhắn mới nhất của cô và Văn Mai Hương cập nhật tình hình hiện tại của đàn em. Có thể thấy Văn Mai Hương đã phần nào bình tĩnh trở lại với câu trả lời: "Em đỡ hơn rồi, tại hồi sáng em sốc, giờ em ổn định rồi." Trước sự bênh vực ủng hộ của các nghệ sĩ trong showbiz cũng như cộng đồng mạng, nữ ca sĩ không giấu được sự cảm kích: "Cảm ơn chị, thấy mọi người thương em, cũng xúc động lắm." Động thái này của Văn Mai Hương khiến người hâm mộ của cô phần nào an tâm hơn